Mình tên là Nguyễn Hoài Nam, mình đang làm CTO kiêm giám đốc sản phẩm của bên Met247. Hiện tại bên FPT Camera thì đã làm được những cái khá là hay. Thứ nhất là mình thấy là có cái nhận diện về người thân, khuôn mặt và mình đã thử. Đó là khi mà mình quay đi, lúc sau mình quay lại thì nó đang không báo mới nữa. Và nếu như mà mình có thể điều chỉnh cái đó để ứng dụng vào trong cái phòng khám của bên mình thì rất là hay. Thì những cái công nghệ ở phòng khám bên mình ấy, thì mỗi khi mà khách hàng người ta quay đi, người ta quay lại chẳng hạn, nó lại báo mới thì có thể nó sẽ bị sai cái dữ liệu đo lường ánh sáng nữa. Trong cái điều kiện ở lúc đấy thì cái ánh sáng nó khá là tối, nhưng mà nó có thể nhận diện rất là nhanh, rất là tốt. Độ nét cơ thứ và nhận diện khá là nhanh. Tốc độ nhận diện cực kỳ nhanh, khi mà mình quay lại phát thì đã có nhận diện được ngay. Hiện tại thì khi mà mình trải nghiệm đây, mình đang thấy có hai cái lợi ích mà rất là hay để có thể ứng dụng vào cái phòng khám của bên mình. Một là cái việc mà nhận diện khách hàng thân thiết, hoặc là những cái khách hàng mà đã từng đến khám thôi, cũng có thể đấy là nó tạo ra một cái trải nghiệm thân thuộc, rồi tôi là khách hàng VIP, tôi được chăm sóc các thứ. Thứ hai đấy là cái ứng dụng trong cái việc là tích hợp với các cái thiết bị thông minh ở tại phòng khám bên mình. Nhưng mà nếu như có cái camera này mà tích hợp với hệ thống nữa thì chỉ cần khi khách hàng người ta đến đứng trước cái máy thiết bị đấy, đứng trước cái máy đo huyết áp đấy, nó có thể nhận diện luôn đây là khách hàng A, và khi thực hiện đo tất cả các chỉ số đấy có thể nhảy được vào luôn hệ thống của bên mình, nhảy vào cái hồ sơ sức khỏe điện tử luôn. Thì đấy cũng là một cái mà nó một cái trải nghiệm nó xuyên suốt và nó cảm giác nó khá là hiện đại về mặt công nghệ. Nó mang đúng tính chất của một medtech. FPT Camera, công nghệ tạo khác biệt.